Ở tập trước, Ngộ Không đại chiến với Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nhờ vào sức mạnh của Vĩnh Hằng Chi Hỏa, Thiên Tôn đã trở nên bất khả chiến bại, hắn thành công giết chết Ngộ Không. Sang tới nội dung của Tây Hành Kỳ phần 6 tập 6, cơ thể của Ngộ Không đã vỡ vụn trong tay Nguyên Thủy Thiên Tôn. Bạch Lang nhìn thấy thế chỉ biết gào khóc mà không làm gì được. Về phía Nguyên Thủy, trong tâm hắn có tiếng nói, phẫn nộ có vẻ đã yên, vết thương của ngươi cũng không nhẹ. Thân là thần sáng thế, bị vài con yêu tinh đánh thê thảm như thế này thật mất mặt, thật xấu hổ. Ngươi phải cẩn trọng hành động mới được, phẫn nộ là không tốt đâu. Trong mắt ngươi có cái gì là tốt, mãi mãi đều là oán hận. Nhớ lấy, ta chính là ngươi, ta mất mặt là ngươi mất mặt. Thiên Tôn nói, đừng nói nữa, ít ra ta cũng đã giải quyết được kẻ địch. Có được kỳ kinh, mau chóng nuốt lấy ả ta đi. Bên trong tâm Thiên Tôn lại có giọng nói, đồ ngu, bây giờ ăn ả ta, sức mạnh đề thăng lên một chút thì có ích gì. Ngươi bây giờ chưa đủ mạnh, ta phải theo đuổi là nhiều thứ hơn, ta phải có đại năng siêu việt giới hạn nhân quả. Mang ả ta đến bỉ ngạn, con tên yêu tinh kia vẫn còn chút hơi thở, nó chỉ đang đợi chết mà thôi, mặc kệ nó. Ta vô thượng tôn quý lại đi dây dưa quá lâu với loại yêu tinh hạ đẳng này, kỳ kinh mới là dục cầu thật sự của ta, không có việc gì tuyệt vời hơn là ả ta. Rồi Nguyên Thủy Thiên Tôn hóa thành một con chim, dương cánh bay, mục tiêu của ông ta là bỉ ngạn. Về phía Bạch Lang, nó đã bị thương rất nặng, nó nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn, ta và hắn thực lực cách quá xa, khoảng cách này ý chí và nỗ lực không thể bù đắp được. Là thần trong thần, đối mặt với hắn ta, chỉ có cảm giác tuyệt vọng và vô lực. Nhất Hồ từ nãy đã không còn khí tức, hắn đã chết, là kết cục không làm gì được. Ngộ Không sư huynh nói, chuyện thế gian là như thế, chuyện thế gian không làm gì được. Ngay lúc này Đường Tam Tạng đang cấp tốc chạy tới. Bát Giới nói, sư phụ, yêu hồn của đại sư huynh biến mất rồi, không phải là cách biến mất bình thường. Không lẽ đã xảy ra chuyện? Đường Tam Tạng nói, đừng ồn, chúng ta đến rồi, nhìn bên kia kìa, đó là Bạch Lang. Trên tay Bạch Lang đang bế là Ngưu Tiểu Muội, thấy sư phụ và các sư huynh, Bạch Lang chạy tới, hắn khóc. Trên tay là Ngưu Tiểu Muội, vết thương của cô ta rất nặng, không biết có sống được không. Bạch Lang kể lại sự tình, nói, Thiên Tôn đi không lâu, còn đi cứu Ngưu Tiểu Muội bị loạn thạch đẻ giữ, còn không biết nên làm gì, đứng sững ra một thời gian thì được sư phụ gọi. Bát Giới nói, đại sư huynh không chết dễ thế đâu mà để lo. Đường Tam Tạng nói, đúng thế, nó gian xảo lắm, từ sớm đã chạy mất rồi. Bát Giới nói tiếp, đúng đó, huynh ấy nhất định dùng phép thuật trốn rồi, đúng không? Không, đại sư huynh tuy mạnh, nhưng núi cao còn có núi cao hơn. Bạch Lang tiến tới nói, sư phụ, con có một việc, con sợ nói ra, sư phụ sẽ bỏ con mất. Con vốn đã sắp chết, vì sống con đã ăn thịt Nhất Hồ. Nó kể lại, lúc đó Nhất Hồ gọi nó lại nói, này Bạch Lang, ta còn chưa đứt hơi đâu. Bạch Lang nói, Nhất Hồ, ta ngỡ là người đã chết. Nhất Hồ nói, ta mạnh hơn người nhiều, sao chết trước người được, bị thương thành thế này, vừa ngất đi được một lúc. Bạch Lang, ngươi ăn thịt người đúng không? Nãy giao thủ với ngươi ta nhìn thấy, ngươi nói năng rất mạch lạc. Đó là chứng cứ có tăng cao lý trí và sức mạnh cũng tăng cao. Trong thời gian ngắn qua tu hành trở thành như thế, ngươi dùng pháp tà đạo, đúng chứ? Bạch Lang nói, ta đã ăn một tên thực mộng, sau đó ta cảm thấy đầu óc tỉnh táo hơn rất nhiều. Nhất Hồ nói, ám hồn chính là có lợi như thế, muốn có năng lực thì ăn là có. Nếu ngươi không có giác ngộ này thì chúng ta đều sẽ chết tại đây. Bây giờ trong chúng ta ít ra một người được sống. Bạch Lang, ngươi ăn thịt ta đi, ta đã sắp chết, sức mạnh sót lại của ta sẽ cứu được ngươi. Tiêu Vũ nói, cách ta chết có vẻ là phép tắc nhân quả, bây giờ ta đã hiểu. Bạch Lang nói, ta sẽ không ăn thịt ngươi đâu. Nhất Hồ cười nói, ngươi cũng đâu phải lần đầu, sợ gì chứ, tên vô dụng, cả ăn thịt ngươi cũng không dám ăn, thà là nằm đây đợi chết, còn nói có tư cách bảo vệ Tiểu Vũ Tây Thiên Cực Lạc. Ha ha, tên vô dụng, thảo nào cứ mãi thua ta. Đúng rồi, nhớ lại chuyện người hận ta, sau đó ăn thịt ta đi. Bạch Lang tiến tới Nhất Hồ nói, ta không hận ngươi, ta đã thông minh hơn, biết ngươi đang kích ta. Bạch Lang bế Nhất Hồ lên. Nhất Hồ nói, ta phải ngủ một giấc, ta buồn ngủ. Còn ngươi, sống được thì cố hết sức mà sống. Ngươi phải tìm tên Nguyên Thủy Thiên Tôn, trả thù hôm nay, biết chưa? Bạch Lang ôm Nhất Hồ khóc rồi nói, ta sẽ làm thế. Nhất Hồ nói, này đừng khóc nữa, ta phải ngủ đây. Bạch Lang ôm Nhất Hồ vào lòng, nó biết Nhất Hồ vì muốn bảo vệ Tiểu Vũ, nó đã làm hết sức. Bạch Lang nói với Đường Tam Tạng, con rất muốn sống, đã hóa thân thành sói ăn thịt hắn, hắn đã cứu sống con. Đường Tam Tạng đưa tay lên vai Bạch Lang nói, Bạch Lang, con nhìn ta đây, không sao rồi, nhưng sau này không có tình hình đặc biệt, đừng ăn thịt người. Chuyện đời không phải trắng hay đen, con không làm thế, bây giờ đã ở âm gian, ít ra trong mắt con không có sát dục hỗn hợp, con vẫn còn sống, không gì quan trọng hơn điều đó. Ông ngửa mặt lên trời nói,
không dám tin là Ngộ Không chuyển thế trùng sinh chưa lâu lại chết đi như vậy. Nó vì bảo vệ Tiểu Vũ mà chiến tử, như năm xưa ở Thiên Cung, đáng tiếc là Tiểu Vũ cuối cùng cũng. Bạch Lang nói, sư phụ, Tiểu Vũ vẫn còn sống, con nghe Nguyên Thủy Thiên Tôn tự nói một mình, nó nói phải đưa Tiểu Vũ đến Bỉ Ngạn. Bát Giới nói, biết thì sao, cả đại sư huynh cũng không đánh lại, chúng ta. Đừng Tam Tạng nói, tạm thời đừng nói việc này, trước hết xem thương thế Ngưu Tiểu Muội, cô ta chưa chết được, nhưng không biết có tỉnh không, thương thế rất kỳ lạ, cơ thể hình như là từ chối phục nguyên, chúng ta không thể để cô ấy ở đây, tạm thời dẫn cô ta đi theo. Xong rồi, tuy bây giờ tâm tình đau buồn không phải là thời cơ để bàn luận, nhưng có hiện thực cần phải đối mặt, mất đi chiến đấu mạnh nhất là Ngộ Không, còn cả Nhất Hổ. Tiểu Vũ thì rơi vào tay Nguyên Thủy Thiên Tôn, khó khăn chưa từng có, nói thật ta cũng không nghĩ ra ứng đối thế nào. Hành trình lần này mọi người tự nguyện gia nhập, mọi người đều độc lập và tự do. Đến bây giờ, mọi người thấy sao? Có phải nghĩ cách đuổi theo Nguyên Thủy Thiên Tôn? Mọi người im lặng, thế Đường Tam Tạng nói tiếp. Không có ý kiến gì sao? Có ý gì cứ nói ra trực tiếp. Ngay lúc này Bát Giới hét lớn. Được, đã thế thì cần có người xấu nói lời thẳng thắn, để cho Lão Trư mặt dày lên tiếng. Chúng ta đã chơi xong, không còn cách nào tiếp tục được nữa. Tam Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn là đối thủ mà chúng ta khiêu chiến nổi sao? Lão Trư còn chưa muốn chết, mọi người chi bằng giải tán, trở về nhà ăn tối. Các vị, cáo từ. Rồi nó rời đi. Đừng Tam Tạng ngồi xuống suy nghĩ. Bát Giới đang đi được một đoạn, nó quay lại nói. Này này, mọi người dự tính đi tiếp sao? Ái chà, nhưng không có Lão Trư đi không thông đâu. Đường Tam Tạng nói, chào đón trở về. Bát Giới nói, thật là hết cách, chưa còn một phần. Đường Tam Tạng nói, chưa đánh qua sao biết là thua, mỗi lần chiến đấu đều sẽ xuất hiện tình hình khó đoán trước. Ngươi dám đánh xem như có cơ hội, sợ gì Tam Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn. Bạch Lang Ngộ Tính nói, sư phụ nói đúng, y giả hắn cũng bị đại sư huynh đánh trọng thương. Bát Giới nói, thù của đại sư huynh để Lão Trừ trả. Đường Tam Tạng nói, giờ vượt qua Đại Hắc Hà, tiến vào Bỉ Ngạn càng nhanh càng tốt. Bạch Lang đứng lên nói, đợi câu này của sư phụ hơi lâu rồi đó, nghĩ đến Tiểu Vũ tình hình bây giờ là không thể ngồi yên. Rồi Bạch Lang chạy nhanh nhảy xuống biển. Mọi người nói, còn làm gì thế? Bạch Lang nói, bơi qua sông. Đường Tam Tạng nói, còn bình tĩnh lại, không bơi qua nổi đâu, lên đây đi. Bạch Lang nói, tại sao thế, con thấy được bờ bên kia, bơi một thời thần là tới. Đường Tam Tạng nói, mắt thấy chưa chắc là thật. Đại Hắc Hà phân cách bờ nhân gian và bờ kia, vào không cẩn thận sẽ bị lạc đường, mãi mãi không ra được. Nếu muốn qua sông. Vừa nói tới đây thì dưới mặt nước có dị động, ngay lúc này một cơn sóng lớn trồi lên. Xuất hiện sau đó là một con thuyền to từ dưới biển trồi lên. Đường Tam nói là bọn họ, nhân ngư loại trong Đại Hắc Hà, tộc yêu tinh to lớn nhất. Bạch Lang nói, sư phụ đó là gì vậy? Nhân ngư loại, sư phụ quen biết sao? Đường Tam Tạng nói, ừ, có một chút giao tình, bây giờ gặp họ đúng là may mắn. Bát Giới kể lại chuyện năm xưa. Vài người chúng ta đã lênh đênh ở Đại Hắc Hà được vài tháng, trong sương mù hoàn toàn không phân rõ được phương hướng, cuối cùng gặp được bọn họ. Bọn ta được đưa đến nơi nghỉ ngơi của nhân ngư chi quốc, cung điện dưới đáy biển. Nơi đây xinh đẹp hào hoa, không giống như nhân gian. Ở đó có vô số món ăn ngon và kỳ diệu là cả đất nước không có đàn ông. Bọn ta được khoản đãi, tình cờ công chúa của họ phản biến, xuất lĩnh đại hải yêu tấn công vương quốc đáy biển. Lão Trư ta phối hợp với đại sư huynh, ra tay san bằng, sau đó họ đưa ta qua sông xem như đà tạ. Bạch Lang nói, vậy nhân ngư loại là bằng hữu với chúng ta rồi, đất nước chỉ toàn gái đẹp đúng là rất tuyệt. Ba Giới nói tiếp, không sai, nhưng đệ phải cẩn thận, nhân ngư loại có rất nhiều đặc chất rất ngụy dị đấy, và nữ vương của họ vô cùng xinh đẹp. Xem thường người khác, trước mặt bà ta đừng lắm mồm, rõ chưa? Ngay lúc này ở trên thuyền tiến tới một người, đó là nhân ngư tri quốc, Lam Ngọc Nữ Vương. Cô nói, Đường Tam Tạng Đại Pháp Sư, lần trước gặp đã hơn 10 năm, gặp lại cố nhân ta rất an ủi, cũng rất ngờ vực.